giờ trong mùa Giáng sinh năm nay, trong chương trình tonight, Quý Thảo, Y Phương và Diễm Liên sẽ đưa quý vị đến những dòng nhạc Christmas, Noel hay là Giáng sinh trong cái game thứ hai của chương trình này, Quý Việt Thảo. Yeah, bắt đầu. Ai hát trước? À, không được, anh chị đứa nào đứa đó hát. Diễm Liên. Rồi. Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau. Đó, có chữ Noel rồi đó nha. Mùa Noel đó chúng ta quen bên giáo đường. Mùa Noel đó anh đón em vào tình yêu. Quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh nguyện cầu. Kêu cứu hồn hát. Ai biết gì đó nó khèo khèo. Không, nếu nếu mà em biết em tiếp em hát cho nữa. Ok. Chị phải cứu em chứ. À, nếu mà cứu bầu được nghe, cứu bầu được, cứu bầu được, cứu bầu được. Ok, hiểu rồi, giờ hiểu ai biết tự quỳ cái đó.